Mình cần mua đất chính chủ Bình Dương, bạn nào bán xin bình luận dưới clip nhé. Xin các bạn đừng gọi bán đất vào các số điện thoại tiệm cá mà mình quay clip, vì mình mới là người cần mua đất chứ không phải các tiệm cá ấy. Các bạn gọi cho họ khiến mình cảm thấy rất áy náy vì đã làm phiền họ. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn một địa chỉ để mua các loại màu phun gold ribbon. Các bạn nhìn con cá mái này các bạn này, nhìn con mái chứ đừng nhìn con trống kìa các bạn. Nhìn con mái á, con ribbon này. Và địa chỉ này cũng ở Bình Dương luôn. Mặc dù quy mô còn rất là khiêm tốn nhưng mà mình thấy anh bán cá khá là mềm các bạn ạ. Một cặp phun gold ribbon có giá là 50 ngàn các bạn nhé. Và ở chỗ anh thì cũng có nhiều dòng cá khác nhau nữa. Và mình sẽ chia ra thành nhiều cái clip riêng để cho các bạn tìm kiếm thông tin dễ hơn. Những bạn mà chưa đăng ký kênh có tìm kiếm thông tin thì cũng dễ hơn. Các bạn xem cái bầy này này các bạn này, bầy này còn nhỏ nha các bạn nha. Thì anh cũng dặn mình là nếu mà các bạn muốn mua thì có lẽ là khoảng 2 tháng sau là tuyệt vời nhất. Bởi vì bây giờ lượng cá còn khiêm tốn lắm, cho nên là khách mua một vài lần có thể sẽ hết. Nhưng mà 2 tháng sau thì lượng cá sẽ phong phú hơn nhiều, sẽ đáp ứng được cho các bạn. Thì mình vẫn làm clip trước để nếu mà bạn nào muốn mua thì có thể chuẩn bị trước. Anh ở gần gần cái khu Tân Phước Khánh đó các bạn. Các bạn lên Google Maps tìm chùa Long Khánh nha các bạn nha. Mình nhắc lại chùa Long Khánh. Rồi tới đó tới tìm được tới chùa Long Khánh thì gọi anh ra đón là được rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục làm những loài cá khác của anh trong những tập tiếp theo. Chào các bạn.